Chào mừng ông bà đến với hồ sơ trực tuyến của chương trình hỗ trợ ổn định nhà ở COVID-19 của thành phố San Diego. Chương trình này giúp thanh toán tiền thuê nhà quá hạn, chưa thanh toán và tiền tiện ích cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp ở thành phố San Diego đang gặp khó khăn về tài chính do đại dịch COVID-19. Chương trình được yêu cầu phải ưu tiên trả tiền thuê nhà quá hạn, chưa thanh toán, nếu ngân quỹ cho phép, sau khi tiền hỗ trợ được trả cho tiền thuê nhà quá hạn của những người đủ điều kiện, chương trình có thể giúp trả tiền thuê nhà sắp tới. Một người chủ nhà có thể mở hồ sơ thay mặt cho những người thuê nhà của họ sống ở thành phố San Diego. Tuy nhiên, hồ sơ sẽ không được xem xét trừ khi người thuê nhà chấp nhận và nộp hồ sơ theo yêu cầu liên bang. Nếu bất động sản cho thuê của ông bà không ở thành phố San Diego, vui lòng không điền hồ sơ cho chương trình này thay mặt cho người thuê nhà. Thay vào đó, truy cập trang web erapsandiego.org để xem thông tin về những chương trình cho người dân sống ở những khu vực khác trong quận San Diego. Để đăng ký, ông bà sẽ cần một trình duyệt web được cập nhật, ví dụ như Chrome, Firefox, Safari hoặc Microsoft Edge. Ông bà có thể hoàn tất hồ sơ trên máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc thiết bị di động. Truy cập trang web covidassistant.sdhc.org để bắt đầu hồ sơ của mình. Trang đích đến sẽ là trang chính của hồ sơ. Từ đây, ông bà có thể chọn ngôn ngữ ưa thích để xem hồ sơ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt, tạo một tài khoản mới. Dù cho ông bà là người thuê nhà, người chủ nhà hoặc nhân viên của một tổ chức cộng đồng giúp đỡ cho ứng viên trong quá trình này đăng nhập, nếu ông bà trước đó đã tạo tài khoản hoặc đi đến trang web của Ủy ban Nhà ở San Diego, Ủy ban Nhà ở San Diego điều hành chương trình này. Thanh công cụ phía dưới cùng bao gồm những đường dẫn để báo cáo những lỗi kỹ thuật của trang web. Nếu ông bà bị một trong những lỗi kỹ thuật, vui lòng báo cáo, chờ và thử lại sao. Ông bà cũng có thể xem phần những câu hỏi thường gặp của chương trình nằm ở thanh công cụ phía dưới cùng. Nếu ông bà cần hỗ trợ thêm để điền hồ sơ, gọi 619-535-6921. Ông bà có thể khuyến khích người thuê nhà tự điền hồ sơ hoặc liên lạc một trong những tổ chức hỗ trợ cộng đồng liệt kê trên trang đăng nhập. Những tổ chức này đang giúp đỡ ứng viên hoàn tất hồ sơ của họ. Nhấn vào nút đăng ký ngay bây giờ. Những nút biểu tượng có thể được dùng để tạo tài khoản cho người chủ nhà, tạo tài khoản cho người thuê nhà, yêu cầu đặt lại mật khẩu và gửi lại email xác nhận tài khoản với đường dẫn để xác nhận tài khoản. Ông bà cần địa chỉ email hợp lệ, vừa để đăng ký, vừa để nhận những cập nhật trạng thái quan trọng trong quá trình nộp hồ sơ. Ông bà cũng sẽ dùng địa chỉ email này để đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu ông bà không có tài khoản email, ông bà có thể tạo một cái mới thông qua những dịch vụ miễn phí được cung cấp bởi Google, Yahoo hoặc Microsoft. Để tạo tài khoản, nhấn vào đường dẫn tài khoản cho thuê nhà hoặc nút biểu tượng. Ủy ban nhà ở San Diego sẽ dùng thông tin liên lạc ông bà cung cấp trong quá trình tạo hồ sơ để gửi cập nhật về hồ sơ của người thuê nhà của mình. Mật khẩu của ông bà phải có ít nhất 8 ký tự và nhiều nhất 15 ký tự. Mật khẩu nên có ít nhất một chữ hoa, một chữ thường, một số và một ký tự đặc biệt. Sau khi nhấn vào nút tiếp theo, trở qua hộp thư đến trong email và nhấn vào đường dẫn trong email xác nhận tài khoản. Nếu ông bà không tìm thấy email, xem trong hộp thư rác. Nếu email xác nhận không có ở đó, quay trở lại trang đích đến và nhấn vào nút biểu tượng gửi lại xác nhận tài khoản để gửi một email khác. Khi mà ông bà đã tạo và xác nhận tài khoản, ông bà đã sẵn sàng để bắt đầu hồ sơ
thay mặt cho người thuê nhà của mình. Xin làm việc với người thuê nhà của mình để thu thập thông tin và tài liệu chứng minh được yêu cầu để nộp hồ sơ cho chương trình. Trước khi bắt đầu, vui lòng chuẩn bị sẵn những thông tin sau: địa chỉ email và số điện thoại của người thuê nhà, số tiền thuê nhà quá hạn người thuê nhà còn nợ, tổng thu nhập hộ gia đình hàng năm cho năm dương lịch 2020, bao gồm thu nhập của tất cả các thành viên trong gia đình, tổng thu nhập hàng tháng của hộ gia đình hiện tại, bao gồm thu nhập của tất cả các thành viên trong gia đình, số tiền thuê hàng tháng hiện tại, nếu có, số tiền tiện ích quá hạn người thuê nhà còn nợ, có thể bao gồm dịch vụ Internet. Ông bà cũng sẽ được yêu cầu nộp tài liệu chứng minh thay mặt cho người thuê nhà. Những tài liệu sau đây là cần thiết: tài liệu để xác minh danh tính người thuê nhà. Tuy nhiên, phần này có một ô để ông bà nhấn chọn. Nếu không có tài liệu xác minh danh tính, tài liệu để xác minh địa chỉ thuê nhà và số tiền thuê của người thuê nhà, tài liệu để xác minh tổng số tiền thuê nhà quá hạn và phải khớp với số tiền quá hạn đã nhập trong hồ sơ. Nếu người thuê nhà xin hỗ trợ với tiền tiện ích quá hạn, ông bà sẽ cần một hóa đơn hoặc lá thư từ mỗi nhà cung cấp dịch vụ để xác minh tổng số tiền tiện ích quá hạn. Tài liệu của nhà cung cấp dịch vụ tiện ích phải bao gồm tên người thuê nhà, địa chỉ cư trú, số tài khoản và số tiền nợ. Tài liệu xác minh tổng thu nhập hộ gia đình hàng năm cho năm dương lịch 2020 của người thuê nhà. Tài liệu xác minh thu nhập hàng tháng hiện tại của hộ gia đình. Tài liệu xác minh rằng hộ gia đình có nguy cơ gặp phải tình trạng vô gia cư hoặc không ổn định về nhà ở do COVID-19. Nếu ông bà không thể scan, quét tài liệu hoặc không có bản sao kỹ thuật số cho tài liệu của người thuê nhà, ông bà có thể chụp hình bằng điện thoại di động và nộp hình của tài liệu. Ông bà cũng có thể bắt đầu hồ sơ và lưu lại để hoàn tất và nộp sau. Tuy nhiên, nếu người thuê nhà không đồng ý và không nộp hồ sơ, nó sẽ không được xem xét cho chương trình này. Khi đăng nhập vào tài khoản, ông bà có thể xem trang thông tin người chủ nhà, bao gồm những nút biểu tượng và đường dẫn cho hồ sơ, nơi để tạo và quản lý hồ sơ thay mặt cho người thuê nhà, cần hành động, nơi để ông bà chấp nhận số tiền hỗ trợ cho người thuê nhà và cũng là bước cuối cùng trong quá trình chấp nhận thanh toán, đơn W-9, thông tin chuyển khoản, hồ sơ được chấp thuận, nơi hồ sơ cho người thuê nhà ông bà chấp nhận sẽ được liệt kê, và hồ sơ bị từ chối, nơi hồ sơ cho người thuê nhà ông bà từ chối sẽ được liệt kê. Ông bà cũng có thể nhấn vào biểu tượng thông tin ai trong mỗi nút biểu tượng để xem thêm thông tin. Để bắt đầu hồ sơ thay mặt cho người thuê nhà, ông bà phải cung cấp địa chỉ của mình. Ông bà làm điều này bằng cách nhấn vào nút chỉnh sửa, điền những thông tin được yêu cầu và nhấn vào nút cập nhật. Người chủ nhà chấp nhận hỗ trợ từ chương trình có thể nhận tiền bằng chuyển khoản trực tiếp. Để tiền được thanh toán nhanh hơn, vui lòng cung cấp thông tin trên đơn W-9 và thông tin nhà băng của ông bà. Thông tin này là cần thiết từ ông bà trước khi tiền hỗ trợ được thanh toán. Để làm điều này, nhấn vào nút biểu tượng đơn W-9 thông tin chuyển khoản, sau đó nhấn vào nút đơn W-9 thông tin chuyển khoản mới và cung cấp thông tin được yêu cầu. Đọc và nhấn vào tự xác nhận, đánh máy tên của ông bà và nhấn vào cập nhật. Ông bà sẽ nhận được thông báo là thông tin của mình đã được cập nhật thành công. Ông bà cũng sẽ thấy thông tin hiện ra trong trang đơn W-9 thông tin chuyển khoản. Có thể nộp nhiều đơn W-9 và thông tin chuyển khoản. Ông bà có thể trở lại trang thông tin người chủ nhà hoặc truy cập các tính năng khác của trang này bằng cách nhấn vào trang chủ hoặc bất kỳ những phần nào khác trong phần trình đơn bên trái.
để điền hồ sơ thay mặt cho người thuê nhà. Nhấn vào nút hồ sơ. Nhấn vào tạo hồ sơ mới để bắt đầu. Ông bà sẽ được hỏi điền vào mã bưu chính của bất động sản cho thuê để xác minh nếu người thuê nhà là cư dân của thành phố San Diego và đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ chương trình. Nếu địa chỉ người thuê nhà của ông bà không ở thành phố San Diego, vui lòng không điền hồ sơ cho chương trình này. Thay vào đó, truy cập trang web erapsandiego.org để xem thông tin về những chương trình cho người dân sống ở những khu vực khác trong quận San Diego. Điền thông tin liên lạc và cung cấp thông tin về dân tộc, chủng tộc và giới tính của người thuê nhà. Thông tin nhân khẩu học này sẽ không ảnh hưởng đến việc chương trình có thể giúp người thuê nhà hay không. Những câu hỏi này chỉ để tuân thủ các yêu cầu báo cáo tài trợ của liên bang. Trong phần này, ông bà cũng có thể chọn ngôn ngữ ưa thích của người thuê nhà cho thông báo và tin nhắn liên quan đến những cập nhật cho hồ sơ. Xin nhớ là ông bà phải cung cấp địa chỉ email của người thuê nhà. Họ sẽ được thông báo là ông bà đang xin hỗ trợ thay mặt cho họ và họ phải xem xét và nộp hồ sơ. Khi xong, nhấn vào nút lưu và tiếp theo. Khi không điền vào thông tin bắt buộc, ông bà sẽ thấy một thông báo lỗi. Sau khi những thông tin này được điền vào, ông bà có thể nhấn vào nút lưu và tiếp theo để tiếp tục. Ông bà sẽ được hỏi những thông tin về bất động sản, nơi người thuê nhà cư trú, bao gồm địa chỉ và nếu họ có nhận bất kỳ hỗ trợ cho thuê nào khác. Thông tin người chủ nhà của ông bà sẽ được điền sẵn, nhưng ông bà vẫn có thể xem lại và cập nhật thông tin. Khi xong, nhấn vào nút lưu và tiếp theo. Thông tin hộ gia đình bao gồm tổng số cá nhân trong hộ gia đình. Điều này cũng tính cả những người cùng mướn phòng. Ông bà được yêu cầu cung cấp tổng thu nhập hộ gia đình cho tất cả thành viên hàng năm cho năm dương lịch 2020. Ông bà cũng phải cung cấp tổng thu nhập hiện tại hàng tháng của hộ gia đình cho tất cả thành viên. Ông bà cũng sẽ được hỏi nếu người thuê nhà nợ tiền thuê nhà quá hạn. Nếu trả lời có, một ô sẽ hiện ra yêu cầu ông bà xác nhận thông tin quan trọng. Ông bà được yêu cầu phải xác nhận là mọi hỗ trợ về nhà ở hoặc tiện ích tại địa phương, tiểu bang hoặc liên bang mà người thuê nhà nhận được trước đây đã được áp dụng cho tài khoản của họ và không được phản ánh trong số tiền quá hạn. Nếu ông bà cho biết là người thuê nhà nợ tiền nhà quá hạn, ông bà sẽ được hỏi họ nợ bao nhiêu tiền và những tháng nào chưa được trả. Số tiền ông bà liệt kê phải khớp với số tiền trong tài liệu chứng minh ông bà phải nộp. Chương trình cũng có thể giúp người thuê nhà với những hóa đơn tiện ích và dịch vụ Internet đến hạn từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. Không được bao gồm trong số tiền thỏa thuận cho thuê với ông bà. Nếu ông bà cho biết là người thuê nhà nợ tiền tiện ích, những phần thông tin mới sẽ hiện ra để ông bà chọn loại tiện ích nào quá hạn, số tiền quá hạn cho từng tài khoản và có bao nhiêu tháng vẫn chưa được trả. Số tiền phải được làm tròn đến đô la gần nhất. Lưu ý là hỗ trợ chỉ cho những hóa đơn người thuê nhà trả trực tiếp cho công ty tiện ích. Chi phí truyền hình, cáp và điện thoại sẽ không đủ điều kiện. Những tiện ích người chủ nhà trả được coi như là tiền thuê nhà và không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền tiện ích từ chương trình này. Ông bà cũng sẽ cho biết người thuê nhà muốn xin hỗ trợ để trả tiền nhà sắp tới. Chương trình có thể hỗ trợ tiền nhà sắp tới nếu ngân quỹ cho phép. Ông bà cũng sẽ được hỏi nếu có ai trong hộ gia đình hiện đang thất nghiệp. Hồ sơ cũng sẽ yêu cầu ông bà cho biết nếu hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Chọn miêu tả phù hợp nhất cho trường hợp của hộ gia đình
từ trình đơn thả xuống, ông bà cũng sẽ được hỏi hộ gia đình có nguy cơ bị vô gia cư hoặc gặp bất ổn về nhà ở do COVID-19. Xin đọc miêu tả để xác định những điều kiện này có áp dụng cho hộ gia đình không. Ông bà cũng có thể sử dụng phần mẹo để xem thêm thông tin về điều kiện sống không an toàn, không lành mạnh. Nhấn chọn ô không có nguy cơ bị vô gia cư hoặc gặp bất ổn về nhà ở do COVID-19. Chỉ khi điều này miêu tả chính xác trường hợp của hộ gia đình. Nếu trường hợp nào áp dụng cho trường hợp của hộ gia đình, chọn trường hợp đó trong danh sách. Cuối cùng, cung cấp thông tin làm thế nào ông bà biết về chương trình, nhấn vào nút để tiếp tục hồ sơ. Ông bà được yêu cầu phải tải lên tài liệu xác minh những số tiền quá hạn của người thuê nhà. Những tài liệu này phải có những định dạng sau: PDF, JPG, JPEG hoặc PNG. Ông bà có thể chụp hình tài liệu bằng điện thoại và tải hình ảnh lên. Vui lòng xem xét, miêu tả từng tài liệu để xác định thông tin nào cần có trong tài liệu ông bà nộp. Ông bà cũng có thể nhấn vào biểu tượng thông tin Ai để xem thêm thông tin. Ví dụ, tài liệu xác minh tiện ích phải có tên người thuê nhà, địa chỉ cư trú, số tài khoản và số tiền nợ. Những tài liệu dùng để xác minh số tiền phải khớp với số tiền ông bà cung cấp trên hồ sơ. Để tải tài liệu lên, chọn loại tài liệu trong trình duyệt thả xuống. Nhấn vào tải lên tài liệu, tìm trong máy tính, ứng dụng chụp hình hoặc chụp hình lúc này để tìm tài liệu và chọn tập tin để tải lên. Ông bà có thể phải tải lên nhiều hơn một tài liệu chứng minh. Ví dụ, nếu ông bà xin hỗ trợ thay cho người thuê nhà có nhiều hơn một loại tiện ích, sẽ cần một tài liệu cho mỗi tiện ích. Sau khi ông bà hoàn tất tải tài liệu, nhấn vào nút ở cuối trang, tự chứng nhận là bước cuối cùng trước khi gửi hồ sơ cho người thuê nhà. Phải chắc là ông bà đọc và nhấn chọn từng ô trong 7 ô tự chứng nhận. Ông bà sẽ không được phép nộp hồ sơ nếu như có một ô không được nhấn chọn. Đánh máy tên của ông bà, nhấn vào nút gửi cho người thuê nhà để gửi hồ sơ cho người thuê nhà xem xét và nộp. Khi ông bà nhấn vào nút trên, ông bà sẽ về lại trang chủ xác nhận. Ông bà cũng sẽ nhận được email xác nhận là hồ sơ đã được gửi tới người thuê nhà qua email. Người thuê nhà cần phải truy cập vào cổng hồ sơ theo đường dẫn trong email họ nhận được, và họ phải xem xét thông tin hồ sơ, chấp nhận phần xác nhận và nhấn vào nút nộp hồ sơ trong bước 5 của hồ sơ. Nếu người thuê nhà không nhấn vào nút nộp hồ sơ trong cổng hồ sơ sẽ không được nộp và không được xem xét hỗ trợ thông qua chương trình này. Khuyến cáo ông bà liên lạc với người thuê nhà để nhắc nhở họ xem xét, cập nhật và nộp hồ sơ của họ. Nếu họ cần hỗ trợ thêm, ông bà có thể giới thiệu họ đến một trong những tổ chức hỗ trợ cộng đồng liệt kê trên trang đăng nhập, hoặc gọi 619-535-6921. Nộp hồ sơ thành công không bảo đảm là chương trình này có thể hỗ trợ cho người thuê nhà của ông bà. Ông bà có thể xem trạng thái của bất kỳ hồ sơ nào mình nộp thay mặt cho người thuê nhà bằng cách dùng email và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của mình tại covidassistant.sdhc.org. Trạng thái hồ sơ được liệt kê ở phần hồ sơ trong trang người chủ nhà. Ông bà cũng có thể nhấn vào nút miêu tả để xem miêu tả trạng thái của hồ sơ. Ông bà cũng sẽ nhận được thông báo khi chương trình xác định người thuê nhà có đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Xin cảm ơn sự quan tâm của ông bà cho chương trình
hỗ trợ ổn định nhà ở COVID-19 của thành phố San Diego.